Trong quá trình thiết kế và xây dựng tủ bếp thì việc đảm bảo tính thẩm mỹ, chức năng và độ bền của tủ bếp là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà bất kỳ gia chủ nào cũng cần phải chú ý. Tuy nhiên, đã có không ít lần những sai lầm không đáng có lại xảy ra trong quá trình hoàn thiện thiết kế của một phòng bếp. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay, Blog Nội Thất Đẹp sẽ chỉ ra cho các bạn một số những điều cần tránh khi làm tủ bếp bê tông mà các bạn cần phải lưu ý khi tiến hành hoàn thiện hạng mục này nhé. Đồng thời trong video này, Blog Nội Thất Đẹp cũng sẽ đưa tới các bạn thêm nhiều những thông tin về tủ bếp khung bê tông qua những nội dung như sau. Tủ bếp bê tông là gì? Có nên làm tủ bếp bê tông hay không? Những điều cần tránh khi làm tủ bếp bê tông và một số mẫu tủ bếp bê tông đẹp nhất hiện nay. Tủ bếp bê tông là gì? Tủ bếp bê tông hay còn gọi là tủ bếp khung bê tông là loại tủ bếp được xây dựng từ vật liệu bê tông, thường kết hợp với các vật liệu khác như là gỗ, đá, kim loại, thậm chí là kính, tạo ra một thiết kế độc đáo và hiện đại. Loại tủ bếp này thường có một khung bê tông cứng cáp và chắc chắn, giúp tạo nên sự ổn định và bền bỉ cho nguyên khối tủ bếp. Tủ bếp bê tông thì không chỉ mang lại một tính thẩm mỹ mà còn có khả năng chịu lực và chống thấm tốt hơn so với một số loại tủ bếp truyền thống. Và cũng chính những điều này đã làm cho tủ bếp bê tông trở thành lựa chọn phổ biến trong các dự án thiết kế nội thất cao cấp và hiện đại ngày nay. Tùy theo thiết kế, các tủ bếp bê tông có thể được tùy chỉnh về màu sắc, hình dáng, kích thước và các chi tiết khác nhau để phù hợp với không gian và phong cách của căn nhà. Bởi vốn dĩ dù được làm từ khung bê tông, tuy nhiên khi kết hợp cùng với mặt bếp đá hoa cương hay là cánh tủ gỗ, thì tủ bếp khung bê tông cũng không quá khác biệt so với những mẫu tủ bếp khác đâu nha. Có nên làm tủ bếp bê tông hay không? Với sự đa dạng về chất liệu tủ bếp hiện nay, việc quyết định liệu có nên lựa chọn tủ bếp khung bê tông hay không đang là một thách thức đối với nhiều người tiêu dùng. Và hãy cùng Blog Nội Thất Đẹp điểm qua những ưu và nhược điểm của dòng sản phẩm này để có một cái nhìn khách quan nhất về tủ bếp khung bê tông các bạn nhé. Về ưu điểm của tủ bếp khung bê tông. Độ bền cao. Với khả năng chịu lực bền bỉ vượt trội, tủ bếp khung bê tông sẽ mang lại sự an tâm cho việc sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như các bạn có thể thoải mái chế biến thực phẩm trực tiếp trên bề mặt mà không lo nó bị nứt hay là bị vỡ. Chống thấm tốt. Tủ bếp khung bê tông thích hợp cho những không gian ẩm ướt và tiếp xúc thường xuyên với nước như là bếp hoặc là khu vực gần với vòi nước. Và với khả năng chống thấm tuyệt vời của bê tông thì sẽ giúp tủ bếp của các bạn trở nên bền bỉ hơn với thời gian. Thiết kế sang trọng. Kết hợp giữa tủ bếp khung bê tông và các vật liệu khác như là gỗ, đá hay là kính, tủ bếp khung bê tông có thể mang đến vẻ đẹp sang trọng và độc đáo cho không gian bếp của các bạn một cách tuyệt đối. Nhược điểm của tủ bếp khung bê tông. Tốn diện tích. Với thiết kế khung bê tông thì mỗi trụ bê tông lại thường khá chiếm nhiều diện tích, dẫn tới sự lãng phí không gian lưu trữ ở trong tủ bếp. Hiển nhiên, việc tối ưu hóa diện tích sử dụng trong phòng bếp lại có thể gặp khó khăn. Chi phí cao. Tủ bếp khung bê tông thì yêu cầu sử dụng các vật liệu chất lượng và đắt đỏ như là gạch men ốp nền để đảm bảo tính thẩm mỹ. Điều này có thể làm tăng chi phí hoàn thiện của dự án. Khó di chuyển. Một khi tủ bếp khung bê tông đã được lắp đặt thì việc di chuyển hoặc thay đổi vị trí của tủ sẽ trở nên khó khăn hơn so với các mẫu tủ bếp khác bạn nhé. Mùi hôi và ẩm thấp. Trong môi trường ẩm ướt như là phòng bếp, tủ bếp khung bê tông thì lại có thể dễ dàng gặp vấn đề về mùi hôi và ẩm mốc, và đặc biệt nếu không được bảo quản và vệ sinh cẩn thận. Những điều cần tránh khi làm tủ bếp bê tông. Khi làm tủ bếp bê tông, có một số những điều quan trọng cần phải tránh để đảm bảo rằng dự án sẽ thành công và tủ bếp khung bê tông sẽ có độ bền và đảm bảo tính thẩm mỹ như mong đợi. Thứ nhất, thiếu kế hoạch chi tiết. Trước khi bắt đầu xây dựng tủ bếp bê tông, các bạn nên lập kế hoạch cụ thể về thiết kế, kích thước, vật liệu và các yếu tố khác để hoàn thiện một hệ thống tủ bếp bê tông sao cho hoàn chỉnh. Bởi theo như Blog Nội Thất Đẹp, việc thiếu kế hoạch chi tiết có thể dẫn đến những sai lầm trong quá trình xây dựng, khiến cho chủ đầu tư tốn thêm nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc để có thể sửa chữa lại công trình đó. Thứ hai, không chú ý đến chất lượng của vật liệu hoàn thiện tủ bếp khung bê tông.
Sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc là không phù hợp với tổng thể của hệ thống tủ bếp khung bê tông thì có thể ảnh hưởng đến độ bền và thẩm mỹ của tủ bếp một cách nghiêm trọng. Vì vậy, các bạn cần đảm bảo lựa chọn những vật liệu chất lượng và phù hợp với môi trường phòng bếp của căn nhà mình nhé. Thứ ba, bỏ qua việc kiểm tra cấu trúc. Trước khi xây dựng, hãy kiểm tra cấu trúc của tường và sàn nhà để đảm bảo rằng chúng đủ mạnh để có thể chịu được trọng lượng của tủ bếp bê tông. Thứ tư, không tuân theo quy trình xây dựng đúng. Khi xây dựng, các bạn cần tuân thủ quy trình xây dựng chính xác để đảm bảo tính ổn định và độ bền của tủ bếp khung bê tông. Bởi vì việc không tuân thủ quy trình có thể gây ra sai lầm và những vấn đề khó đỡ ở trong tương lai. Thứ năm, không đảm bảo chống thấm tốt. Chúng ta đều biết rằng vật liệu bê tông có khả năng thấm nước, vì vậy mà điều quan trọng là các bạn cần phải đảm bảo rằng bề mặt bê tông được xử lý tốt với lớp chống thấm, đã được xử lý kỹ càng để có thể tránh những vấn đề về ẩm mốc và hỏng hóc gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của các thành viên trong gia đình. 6. Không chú ý đến đường dây điện và ống nước. Khi xây dựng tủ bếp bê tông, cần chú ý tránh đục hoặc là cắt phải các đường ống nước, đường dây điện hoặc là dây cáp hoặc là đi ngầm trong tường gây ảnh hưởng đến toàn bộ công trình. 7. Không chú ý đến tính thẩm mỹ của hệ tủ bếp bê tông. Mặc dù tủ bếp bê tông thì có độ bền cao, tuy nhiên cũng cần quan tâm đến tính thẩm mỹ của hệ phòng bếp này nhé. Các mẫu thiết kế và nguyên liệu hoàn thiện của tủ bếp bê tông cần phải thể hiện tốt về mặt thẩm mỹ, tạo ra một không gian bếp thoáng đãng và chất lượng cho căn nhà. 8. Thường xuyên quyên bảo dưỡng tủ bếp bê tông. Một khi mà tủ bếp bê tông đã hoàn thành, việc bảo dưỡng thường xuyên là một điều rất quan trọng để duy trì được độ bền và thẩm mỹ của nó. Vì vậy mà trong quá trình sử dụng tủ bếp khung bê tông, các bạn nên chú ý đến vấn đề vệ sinh để duy trì không gian nấu nướng thật là sạch sẽ và an toàn các bạn nhé. Một số mẫu tủ bếp bê tông đẹp hiện nay. Thứ nhất, mẫu tủ bếp khung bê tông đầy hiện đại với nhựa PVC. Mẫu tủ bếp này kết hợp giữa khung bê tông rất là chắc chắn với mặt tủ bếp hoàn thiện từ nhựa PVC cao cấp. Và đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu cứng cáp và đẹp mắt của bê tông với độ bóng bẩy và tính thẩm mỹ của nhựa PVC, tạo nên một thiết kế tủ bếp bê tông hiện đại và độc đáo. Thứ hai, mẫu tủ bếp khung bê tông chữ L rộng rãi. Thiết kế tủ bếp bê tông này thì tận dụng không gian phòng bếp một cách tối đa bằng việc sử dụng một mẫu tủ bếp khung bê tông theo hình chữ L. Với thiết kế chữ L giúp tạo ra không gian chế biến đồ ăn rất là rộng rãi, giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng, tạo ra sự thoải mái trong việc di chuyển và làm việc của những người nội trợ trong gia đình. Thứ ba, tủ bếp bê tông chữ Y tiện lợi. Mẫu tủ bếp bê tông chữ Y được thiết kế đơn giản, tạo ra một dãy liên tiếp giữa các khoang tủ lưu trữ, giúp tối ưu hóa được không gian cất chữ đồ làm bếp và tạo nên một sự tiện lợi cho việc sắp xếp và sử dụng các đồ dùng ở trong phòng bếp. Thứ tư, tủ bếp bê tông với cánh tủ gỗ tự nhiên. Thiết kế mẫu tủ bếp này kết hợp giữa khung bê tông vững chắc với các cánh cửa được làm bằng gỗ tự nhiên, tạo nên sự kết hợp tương phản giữa hai chất liệu. Cánh tủ gỗ tự nhiên thì mang lại sự ấm áp, tự nhiên, trong khi khung bê tông thể hiện tính hiện đại và cứng cáp cho không gian của phòng bếp. Năm, thiết kế tủ bếp bê tông tôn dáng cho ngôi nhà sắc màu. Kiểu thiết kế tủ bếp bê tông này được hoàn thiện với các vật liệu tông màu sáng, tạo nên một khu bếp tươi sáng cho ngôi nhà. Hệ tủ khung bê tông với màu sáng thì có thể giúp tạo nên một cảm giác thông thoáng và rộng rãi cho khu vực phòng bếp, đồng thời tạo nên một sự tương phản thú vị với các màu sắc khác nhau trong ngôi nhà thú vị này. Như vậy thì phần lớn những mẫu tủ bếp bê tông hiện nay thì đều được tạo ra bởi sự kết hợp độc đáo giữa tính thẩm mỹ và sự chất lượng của bê tông với sự tiện ích và phong phú của các vật liệu khác
như là nhựa PVC, gỗ tự nhiên hay là sự tương phản màu sắc để gia tăng giá trị cho bất động sản. Trên đây là những thông tin về một số những điều cần tránh khi làm tủ bếp bê tông mà Blog Nội thất Đẹp muốn đem tới các bạn trong video ngày hôm nay. Đồng thời trong video này, Blog Nội thất Đẹp cũng mang tới các bạn một số những mẫu tủ bếp bê tông đẹp nhất hiện nay. Và các bạn ấn tượng với mẫu tủ bếp nào nhất, để lại bình luận chia sẻ cho chúng mình được biết với nha. Và nếu các bạn cũng quan tâm đến những hạng mục xây dựng nhà khác, đừng quên tham khảo một số video mà Blog Nội thất Đẹp đính kèm trong phần mô tả của video này nha. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Các bạn thấy video của Blog Nội thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ Blog Nội thất Đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.